Xin chào tất cả mọi người, và mọi người vừa nghe ca khúc Đêm nằm mơ phố. Mình chơi bằng cây kèn harmonica dòng tremolo giá rất là rẻ thôi. Đấy là Suzuki Winner 16. Và vì sao lại là 16? Bởi vì cây kèn này thì trước đây mình đã có cái video chia sẻ và đánh giá về cây kèn này rồi. Mình sẽ để nó ở phía bên góc của màn hình này. Đó, mình sẽ không chia sẻ chi tiết nữa. Thế và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ lấy làm ví dụ để cho mọi người tham khảo âm thanh của cây kèn nó sẽ như thế nào khi mà chơi thực tế. Khi mà mình thu thì nó sẽ có cái chất âm nó hay hay là nó dở. Thì mọi người hãy cùng để lại ý kiến ở dưới phần comment của video này nha. Và chia sẻ qua với mọi người một chút thì cây kèn Suzuki Winner 16 này nó rất là nhỏ gọn. Kích thước thì chỉ ngang với những cây kèn
dòng diatonic thôi, rất nhỏ gọn. Với 16 nốt trên cây đàn này thì sẽ là hơi thiếu, nhưng mà mình nhận thấy rằng là nó chơi được cũng kha khá các cái bài nhạc, nếu mà bài nhạc đó nó có cái tông phù hợp với cây kèn, đấy là tông C. Bởi vì cây kèn này thì chỉ có mỗi tông C thôi. Đó, như các bạn thấy đó, thì cái bài nhạc vừa xong mình chơi rất là hoàn chỉnh, vừa đủ nốt, không hề thiếu mà cũng không hề thừa thãi gì cả. Cây kèn này thì ngoài việc nhỏ gọn ra, nó còn thừa hưởng được những cái chất âm của những cây kèn dòng Suzuki. Đấy là âm thanh thì trong và sáng. Cây kèn này thì nó đáp ứng với luồng hơi là rất tốt, là rất tốt nhé. So với một cây kèn rẻ như thế này thì đáp ứng với luồng hơi như vậy là cực kỳ tốt. Mình chỉ nhận xét như vậy thôi trên cái cảm nhận cá nhân của mình. Còn mọi người thì sao? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment nhé. Xin chào.